Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 130, thì mình sẽ lại lên thêm cho anh em thêm 30 mẫu áo phông cổ bẻ, những cái mẫu áo phông mà đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới, có thiết kế đẹp mắt, có chất liệu rất là co giãn, thoáng mát. Và tất cả những chiếc áo ngày hôm nay mình lên sẽ đều có đồng giá là 200.000 đồng một chiếc. Và mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, cho nên là anh em hãy nhanh tay để có thể trở thành người đầu tiên sở hữu nhé. Và tất cả những chiếc áo này đều đã được giặt xả là sạch sẽ thơm tho, anh em có thể mặc được ngay khi mà nhận được. Và ok, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có siêu phẩm mình nhé. Let's go. Đầu tiên chiếc áo có mã là R1, kích thước vai eo dài là 52, 60, 75, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport, một thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc, và phối màu trắng kết hợp với phần cổ đen và một cái logo ở trước ngực đây, nhìn rất là sang trọng luôn. Và phía mặt sau cũng là phối màu trắng kết hợp đen hết, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới rất là dày dặn và co giãn thoáng mát. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải ở đây, có một cái logo của Dunlop được làm nhìn rất là hoàng gia trước ngực đây, và thêm một vài những chiếc cúc màu trắng ngà. Trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem của Dunlop Motorsport, và bo trên cổ áo đây là vẫn những cái phần sọc này rất là đẹp. Và ở bên bắp tay chúng ta sẽ có một cái logo của Dunlop, và bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ, một cái bề mặt phía bên trong rất là trơn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R2, kích thước vai eo dài là 48, 56, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Kabia Sport. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về những cái món đồ chơi golf, và phối màu xám kết hợp với lại những cái sọc đen và sọc ghi nữa luôn. Toàn bộ chiếc áo này đều là cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông mịn thể thao. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải này mặc sẽ rất là co giãn thoáng mát và cực kỳ thoải mái khi anh em vận động. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một cái logo của tên thương hiệu này và một cái túi để anh em đựng một số món đồ. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc và có tên logo của tên thương hiệu này luôn. Ở trên cổ áo đây chúng ta sẽ có tem của Kabia Sport đây, size L, và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ bên eo đây, còn mới nguyên, và một cái bề mặt phía bên trong rất là mềm mại và cực kỳ co giãn thoáng mát thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R3, kích thước vai eo dài là 44, 51, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu đen hết luôn, và có thêm những cái đường sọc trắng và xanh nâu trên chiếc áo này. Nhìn từ xa là những cái hình tượng sọc màu nhìn rất là đẹp. Phía mặt sau cũng là những cái họa tiết y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng polyester thể thao. Và đây là một cái công nghệ của Uniqlo, họ sản xuất ra những cái chiếc áo mà nó rất là co giãn và cực kỳ thoáng mát. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Ở trước ngực đây chúng ta sẽ có một vài những cái cúc nhỏ nhỏ, và trên tem của áo đây có ghi là size L, và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và một cái tag ở phía bên hông đây. Bề mặt phía bên trong này rất là trơn luôn và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R4, kích thước vai eo dài là 50, 55, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, và phối màu vàng nhạt hết luôn, toàn bộ đều là màu vàng nhạt. Trên lưng cổ áo sẽ có một vài những cái họa tiết để trang điểm, để tô điểm lên, và phía mặt sau cũng là phối màu vàng hết luôn, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, độ mới còn rất là cao, và chất vải này cũng rất là đứng form, co giãn và thấm mồ hôi, anh em mặc sẽ cực kỳ là thoải mái. Bo bắp tay là dạng bo suông đây. Trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi của Golden Bear, những cái hoa văn nhìn rất là đẹp, một cái tag nhỏ nhỏ Golden Bear bên cạnh đây. Và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc có tên thương hiệu này được in lên trên đó. Trên cổ áo là những cái hoa văn và tem của Golden Bear đây nữa, độ mới còn rất là cao luôn. Và ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này
rất là mềm mại và cực kỳ thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R5, kích thước vai eo dài là 49, 51, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Anh Quốc, và phối màu xám kết hợp với lại những cái sọc màu đen và sọc màu trắng nhỏ li ti, tạo ra cho chiếc áo này một cái phối màu nhìn nó rất là lịch lãm luôn. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng polyester thể thao rất là thoáng mát luôn. Anh em có thể nhìn thấy chất vải đây cực kỳ trơn và còn rất là mới. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi và logo của Dunlop Motorsport đây, được làm rất là xịn sò. Trước ngực sẽ là phần khóa kéo thay vì những phần cúc thông thường, và ở trên cái phần móc khóa kéo này cũng có logo của Dunlop luôn. Ở trên cổ áo đây chúng ta cũng sẽ có một cái tem của Dunlop Motorsport size M, và đây là size M Âu. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có một cái tag nhỏ nhỏ ở đây và một cái bề mặt phía bên trong rất là trơn, cực kỳ co giãn và thoáng mát. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R6, kích thước vai eo dài là 46, 49, 67, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Lou Graham, một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản, và phối màu nâu nhạt kết hợp với lại những cái sọc ngang màu trắng ngà, tạo ra một cái phối màu mà nhìn nó rất là đàn ông và cực kỳ nam tính. Phía mặt sau cũng là cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới. Đây là một dạng kết hợp giữa cốt tông mịn và cốt tông lưới. Đây anh em có thể nhìn thấy cái chất vải của nó như thế này, khá là mịn màng và cực kỳ thoáng mát co giãn luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi cộng với lại logo của tên thương hiệu được thêu nổi trên ngực đây, và cúc ở trước ngực cũng có tên của thương hiệu này. Và trên cổ áo sẽ có một cái tem của Lou Graham và có ghi là size M. Độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới luôn. Và ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ ở bên eo đây, và một cái bề mặt phía bên trong dạng lưới rất là co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R7, kích thước vai eo dài là 46, 54, 82, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Jim Thompson. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ một người founder là người gốc Mỹ và đã khởi nghiệp ở bên Thái Lan, và chuyên sản xuất về những cái dòng sản phẩm quần áo mà nó dạng lụa đấy. Và đây cũng là một chiếc áo màu xanh biển đậm, rất là đẹp, và cảm giác nó cũng giống như là lụa, rất là mềm mại luôn. Phía mặt sau cũng là những cái đường sọc và kết hợp màu xanh tím than y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới được làm rất là mịn màng và độ mới còn rất là cao. Đây anh em có thể nhìn thấy họa tiết trên chiếc áo này. Và bo bên bắp tay là dạng bo suông đây. Ở trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc có logo của thương hiệu Jim Thompson, và trên cổ áo sẽ có một cái tem của Jim Thompson, và size M này là size M Mỹ nên là nó khá là bự. Và mình sẽ xem ở phía bên eo, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và một cái tag nho nhỏ. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là co giãn, thoáng mát và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R8, kích thước vai eo dài là 45, 52, 67, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một thương hiệu đến từ Nhật Bản có tên là Hilton, và phối màu trắng kết hợp với lại những cái họa tiết hình hoa lá làm rất là nhỏ luôn, màu đen ở trên chiếc áo này chi chít luôn. Phía mặt sau cũng là cái họa tiết y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn những cái họa tiết trên chiếc áo này. Đây, một cái dạng kiểu hoa lá cành nhìn rất là chất luôn, và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như mới. Bo với bắp tay là dạng bo suông đây, và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu trắng và tem ở trên cổ áo Hilton và Made in Japan. Đây là một chiếc áo được sản xuất tại Nhật Bản. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay, một cái tag còn rất là mới luôn, và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R9, kích thước vai eo dài là 45, 51, 65, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu ASICS, thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản và chuyên về những món đồ thể thao. Rất là nhiều anh em biết về cái thương hiệu ASICS này rồi, và ASICS cũng đã đổ bộ vào Việt Nam rất là lâu rồi, có cực kỳ nhiều cửa hàng. Và phối màu đen kết hợp với lại một vài những cái hình in cực kỳ thể thao, và phía mặt sau cũng là phối màu xanh tím than luôn, và có logo ASICS nhỏ nhỏ phía mặt sau, và chất liệu vải dạng polyester thể thao
cực kỳ co giãn và rất thích hợp để anh em vận động. Đây em có thể nhìn thấy chất vải của chiếc áo này được làm những cái họa tiết nhìn khá là chất luôn, những cái hình in rất thể thao ở trước ngực đây, ở cả hai bên luôn. Và bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Ở trên cổ ngực đây chúng ta sẽ có một vài những cái cúc, và trên cổ áo sẽ có một cái tem của ASICS có ghi là size M. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm hai cái cúc để thay và một cái tag nhỏ nhỏ. Bề mặt phía bên trong này dạng lưới siêu co giãn và cực kỳ thể thao. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R10, kích thước vai eo dài là 48, 55, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Nautica, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, và phối màu xanh biển nhạt và màu trắng, sọc trắng hay những cái sọc to, nhìn rất là tươi mát luôn, giống bầu trời. Và phía mặt sau cũng là cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông mịn, sờ rất là mịn màng và khá là dày dặn luôn. Thương hiệu Nautica cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng thế giới, ở Việt Nam cũng có rất là nhiều cửa hàng trong các cái trung tâm thương mại. Và độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao luôn, chất vải cực kỳ co giãn và thấm mồ hôi. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, trước ngực sẽ có một cái logo của Nautica được thêu nổi, và thêm một vài những chiếc cúc cũng có logo Nautica ở trên từng chiếc cúc này luôn. Tem ở trên cổ áo Nautica size M Mỹ, nên là sẽ vừa với những anh em mà cao khoảng 1m7 nhá. Chiếc áo này size cũng tương đối là to, và ở bên eo đây chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ còn mới nguyên, và bề mặt phía bên trong này cũng rất là mịn màng và thân thiện với cơ thể. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R11, kích thước vai eo dài là 47, 48, 68, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Yonex, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Nhật Bản, và phối màu đỏ đen trắng này được kết hợp màu nhìn rất là chất luôn, khá là đặc biệt. Và phía mặt sau cũng là sự kết hợp giữa ba cái phối màu này, chất liệu vải dạng polyester thể thao, rất thích hợp để anh em mặc để vận động. Và đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất vải. Dạng lưới này rất là co giãn và cực kỳ thoáng mát, thấm mồ hôi luôn. Logo Yonex ở trước ngực đây được thêu nổi. Bo bắp tay là dạng bo suông. Và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc màu đen của Yonex. Trên cổ áo sẽ có một cái tem Yonex size M đây, còn mới tinh luôn. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag nhỏ nhỏ ở bên eo, và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ co giãn và siêu bền bỉ. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R12, kích thước vai eo dài là 45, 52, 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Paris, và đây là một thương hiệu thời trang đến từ Pháp, và tên cũng là trùng với cái thành phố mà ra đời của thương hiệu này luôn. Và phối màu xanh biển nhạt kết hợp với lại những cái sọc màu trắng và màu tím nhạt trên chiếc áo này, một cái phối màu nhìn khá là lạ luôn. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới cực kỳ co giãn luôn. Đây em có thể nhìn thấy chất liệu vải còn rất là mới luôn và cực kỳ co giãn. Trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi có logo của Paris, tên thương hiệu này được thêu nổi, và bo bắp tay là dạng bo suông. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc cũng có tên thương hiệu Paris này, và tem trên cổ áo đây có ghi là size L, và tem còn mới tinh luôn. Mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và một cái tag ở bên hông đây. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mịn màng và cực kỳ thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R13, kích thước vai eo dài là 50, 51, 75, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Nike, một thương hiệu thời trang thể thao mà anh em rất là tin dùng và thích sử dụng. Phối màu xanh tím than kết hợp với lại những cái đường sọc ngang màu đỏ nhạt và màu trắng này, một cái phối màu nhìn cũng rất là chất luôn. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới của Nike rất là thể thao luôn và cực kỳ thấm mồ hôi. Đây em có thể nhìn thấy chất vải này siêu co giãn luôn. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này, và trước ngực sẽ có một cái logo Swoosh được thêu nổi, và có thêm một vài những cái cúc màu xanh tím than cũng có logo của Nike ở trên từng chiếc cúc này luôn. Tem là trên cổ áo là tem Nike đây, và có ghi là size L. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag ở phía bên hông đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ mềm mại và siêu co giãn thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R14, kích thước vai eo dài là 45, 50, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7.
là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và phối màu xanh ngọc bích kết hợp với lại sọc trắng và sọc đen, tạo ra cho chiếc áo này cái phối màu rất là tươi mát luôn, cực kỳ là mùa hè. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy, chất liệu vải dạng cốt tông lưới, cực kỳ co giãn và siêu thoáng mát luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải còn rất là mới luôn. Và bo với bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc nhỏ nhỏ của Uniqlo. Và trên cổ chúng ta cũng sẽ có một cái tem ghi là size M. Thì đây là size M Âu, cho nên là nó vừa người 1m65 đến 1m7. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay. Và tag của Uniqlo ở bên cạnh đây còn mới nguyên luôn, mới tinh luôn. Và bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mại, cực kỳ co giãn và thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R15, kích thước vai eo dài là 52, 63, 76, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu xanh rêu đậm này là một cái phối màu mà nhìn rất là chất luôn, và các anh các chú rất là thích những cái phối màu kiểu như này. Ở phía mặt sau cũng là phối màu xanh rêu đậm hết luôn, và chất liệu vải dạng cốt tông mịn, khá là dày dặn. Đây, độ mới còn rất là cao, anh em có thể nhìn thấy chất vải ở đây cực kỳ co giãn và nhìn sờ nó rất là mềm luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc được làm ẩn vào phía bên trong và làm lộ ra phía bên ngoài như này. Và trên cổ áo chúng ta sẽ có một cái tem. Tem này là ghi size XL của Uniqlo. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này. Ở phía bên eo đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và một cái tag của Uniqlo. Bề mặt phía bên trong này là dạng lưới cũng rất là co giãn và cực kỳ bền bỉ luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R16, kích thước vai eo dài là 53, 55, 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Yonex, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Nhật Bản. Và phối màu trắng kết hợp với lại những cái họa tiết xanh này nhìn rất là giống một bức tranh luôn, và cực kỳ thời trang và thể thao. Phía mặt sau cũng là phối màu trắng kết hợp với lại những họa tiết màu xanh rất là đẹp, và chất liệu vải dạng polyester thể thao kết hợp với lại chất cốt tông, tạo ra một cái chất vải mà sờ rất là mềm mại và nó rất là co giãn luôn. Bo bắp tay là dạng là bo suông như này, và trước ngực sẽ có một cái logo của Yonex được thêu nổi, thêm một vài những chiếc cúc màu trắng có logo của Yonex luôn trên ngực đây, và tem Yonex size 2L tương đương với size XL. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag còn mới tinh của Yonex ở phía bên trong đây, và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ co giãn, thoáng mát và thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R17, kích thước vai eo dài là 49, 57, 71, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu ghi, toàn bộ chiếc áo này đều là màu ghi hết luôn, và chất vải dạng cốt tông lưới và rất là co giãn dày dặn và cực kỳ thoáng mát luôn. Và đây anh em có thể nhìn thấy độ mới chiếc áo này còn rất là cao luôn. Bo với bắp tay là dạng bo suông đây, và trước ngực sẽ có một vài những cái cúc có logo của Uniqlo luôn, và trên cổ áo cũng sẽ có tem Uniqlo size XL. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm cúc để thay và một cái tag Uniqlo nhỏ nhỏ. Bề mặt phía bên trong này dạng cốt tông lưới, cực kỳ thấm mồ hôi và siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R18, kích thước vai eo dài là 46, 52, 68, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu cam, một phối màu rất là tươi luôn. Toàn bộ chiếc áo này đều là màu cam hết, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới khá là dày dặn và lên form rất phù hợp với người châu Á. Độ mới còn rất là cao luôn, anh em có thể nhìn thấy. Và bo với bắp tay là dạng bo suông như này. Trước ngực sẽ có một vài những cái cúc có logo của Uniqlo đây, và trên cổ áo sẽ có một cái tem Uniqlo size M, và đây là size M Âu, vừa người 1m65, 1m7. Và mình sẽ xem ở phía bên eo đây, chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay và tag của Uniqlo. Bề mặt phía bên trong dạng lưới rất là mịn màng và cực kỳ co giãn dày dặn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R19, kích thước vai eo dài là 47, 52, 70, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và phối màu ghi kết hợp với lại những cái sọc ngang màu đen và họa tiết hình ô quả chám rất là đẹp luôn, đơn giản nhưng mà chất. Phía mặt sau cũng là những cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng là cốt tông lưới đây, cực kỳ co giãn và rất là thoáng mát luôn. Ở trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi
để anh em đựng một số món đồ và logo của Golden Beer đây. Bo bắp tay là dạng bo suông như này và thêm một vài những chiếc cúc. Ở trước ngực có logo của Golden Beer luôn. Trên cổ áo chúng ta sẽ có tem của Golden Beer đây nữa. Và size M, đây cũng là size M Âu. Và ở phía bên eo chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag còn mới nguyên. Và bề mặt phía bên trong này cực kỳ mịn màng như da em bé và siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R20. Kích thước vai eo dài là 49, 56, 75. Vừa với người cao từ khoảng 1m7, 1m75. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo ở Nhật Bản. Và phối màu kết hợp giữa trắng, xanh biển và màu đen. Chiếc áo này chỉ có 3 màu. Và những cái sọc màu này nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Và mặc và nhìn cảm giác rất là bạch. Và chất liệu vải dạng polyester thể thao, cực kỳ co giãn và rất là nhẹ. Chiếc áo này cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, và chất vải cũng còn rất là mới luôn. Em có thể nhìn thấy phối màu trắng cực kỳ là bạch mã hoàng tử. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc, cũng là màu trắng của Uniqlo luôn. Và độ mới chiếc áo này cũng còn gần như là mới. Ở phía bên eo đây chúng ta sẽ có thêm một cái cúc để thay. Và tag của Uniqlo đây. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là trơn, siêu co giãn luôn. Và mặc như là không mặc anh em, rất là thoáng. Tiếp theo chiếc áo có mã là R21. Kích thước vai eo dài là 47, 52, 70. Vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Beer, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và phối màu xanh tím than kết hợp với lại những cái họa tiết màu xanh nhạt trên chiếc áo này, tạo ra cho chiếc áo này một cái độ lịch lãm nhất định. Và phía mặt sau cũng là phối màu xanh tím than luôn. Và có những cái họa tiết rất là nhỏ, chi tiết những cái chấm chấm. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn. Ở những cái họa tiết này, đây những họa tiết chấm và chất liệu vải dạng cốt tông lưới pha polyester. Nó tạo ra một cái chất vải mà rất là dày dặn, co giãn và cực kỳ thoáng. Bo bên bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi nhỏ nhỏ đây, được làm ẩn đi. Và một vài những cái cúc ở trước ngực. Độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao. Và tem Golden Beer ở trên cổ áo đây có ghi là size M. Size M này là size M Âu. Và ở phía bên hông đây chúng ta sẽ có một cái tem, một cái tag nhỏ nhỏ Golden Beer nữa. Và bề mặt phía bên trong này cũng có thêm một cái cúc để thay và một cái tag còn rất là mới. Bề mặt phía bên trong này cũng cực kỳ là co giãn, siêu thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R22. Kích thước vai eo dài là 46, 50, 70. Vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Gu, và một thương hiệu con của hãng Uniqlo của Nhật Bản. Và phối màu nâu nhạt. Toàn bộ chiếc áo này đều là phối màu nâu nhạt luôn. Rất là dễ mặc và nhìn cực kỳ đứng đắn, đàn ông. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới, siêu dày dặn luôn. Và lên form rất phù hợp với người Việt Nam, cực kỳ co giãn và độ mới còn rất là cao. Bo bắp tay là dạng hơi bo như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một cái vài cái những cái cúc. Ở trên cổ áo sẽ có một cái tem ghi size M. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Ở bên eo đây chúng ta sẽ có một cái cúc để thay. Và tag của hãng Gu. Bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mại và cực kỳ co giãn thấm mồ hôi. Tiếp theo chiếc áo có mã là R23. Kích thước vai eo dài là 48, 54, 70. Vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Inio. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao Nhật Bản. Và phối màu đen kết hợp với lại một vài những cái đường tô điểm màu trắng này, tạo ra một cái phối màu trắng đen nhìn nó rất là chất luôn. Và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như mặt trước. Và chất liệu vải dạng polyester thể thao, rất là mềm mại, mỏng và cực kỳ co giãn bền bỉ. Đây em có thể nhìn thấy chất vải còn rất là mới luôn. Và chất này thì cực kỳ là thấm mồ hôi luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông đây. Và trước ngực sẽ có một cái logo của Inio được kêu nổi. Thêm một vài những cái cúc ở trước ngực. Và tem Inio size L, đây là size L Á cho nên là vừa với lại anh em 1m65, 1m7. Mà phía bên trong của chiếc áo này chúng ta sẽ có một cái cúc để thay. Và tag ở phía bên hông đây. Bề mặt phía bên trong này dạng lưới cũng rất là co giãn và cực kỳ trơn luôn. Tiếp theo chiếc áo có mã là R24. Kích thước vai eo dài là 43, 53, 68. Vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Là một chiếc áo đến từ thương hiệu Michiko London. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ thủ đô London Anh. Và phối màu xanh biển này kết hợp với lại xanh tím than, những cái đường sọc được đan vào nhau rất là tinh tế luôn. Và phía mặt sau cũng là phối màu xanh tím than kết hợp với xanh biển y hệt như vậy. Và chất liệu vải dạng cốt tông lưới cực kỳ mịn màng và độ mới còn rất là cao luôn.
một chiếc áo mà mặc màu rất là tươi mát và chất vải này cũng rất là thấm mồ hôi. Bo bên bắp tay là dạng bo suông đây, và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi và có logo của Michiko lên được thêu nổi là hình một chú chó. Đấy, và trước ngực chúng ta sẽ có một cái cúc ở nhỏ nhỏ có tên thương hiệu này, và phần cổ ở phía bên trên này được làm lỡ. Đây anh em sẽ mở ra như này, và tem Michiko London ở trên cổ áo đây, và size L Á. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này cực kỳ mềm mại và khá là dày dặn, thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R25, kích thước vai eo dài là 53 73 73, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu ghi kết hợp với lại những cái chấm đen được làm nhỏ li ti giống như là những cái vân đá, và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông lưới khá là thể thao và độ mới cũng còn rất là cao. Đây anh em có thể nhìn thấy chất vải rất là co giãn luôn, và ở trên cổ áo được thiết kế theo kiểu khóa kéo bằng kim loại như này, thì anh em có thể kéo kịch lên hết hoặc là kéo đến phần cổ áo đây và bẻ cổ ra thì vẫn rất là ok. Và tem Uniqlo trên cổ áo đây có ghi size XL, và bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có một cái tag nhỏ nhỏ phía bên hông đây, và một cái bề mặt phía bên trong này rất là mềm mại, dày dặn và cực kỳ co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R26, kích thước vai eo dài là 44 48 65, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Master. Đây là một thương hiệu thời trang, hay là cũng cùng tên với lại một cái một trong bốn giải gold nhà nghề chuyên nghiệp của Mỹ. Và đây là một chiếc áo để dành mặc đi chơi gold thì cũng rất là đẹp luôn, và phối màu đen kết hợp với lại màu trắng và tạo ra những cái họa tiết vân nhìn rất là hoàng gia và cực kỳ sang trọng. Phía mặt sau đây cũng là những cái phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải của chiếc áo này là dạng cốt tông mịn cực kỳ co giãn luôn và sờ rất là mềm. Đây anh em có thể nhìn thấy và cái họa tiết trên chiếc áo này được làm rất là đẹp luôn, và độ mới chiếc áo này cũng còn rất là cao. Bo bắp tay là dạng bo suông như này, và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi và có logo của cái giải Master này, giải chuyên về chơi golf chuyên nghiệp luôn. Và trước ngực chúng ta sẽ có một vài những cái cúc của Master ở trước ngực đây, và tem Master ở trên cổ áo. Đây anh em có thể nhìn thấy là hãng này nhìn một phát là biết là đồ chơi golf luôn, và đồ chơi golf thì thường là giá rất là cao luôn anh em nếu mà mua mới. Và ở phía bên eo đây chúng ta sẽ có một cái cúc để thay và một cái tag nho nhỏ, bề mặt phía bên trong này cũng rất là mềm mại và cực kỳ co giãn, thấm mồ hôi. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R27, kích thước vai eo dài là 47 50 72, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Anh Quốc, và phối màu ghi ánh xanh luôn, và kết hợp với lại những cái họa tiết màu đen màu trắng tạo ra cho chiếc áo này một cái form dáng nhìn rất là thể thao, và phía mặt sau cũng là phối màu y hệt như vậy, và chất liệu vải dạng cốt tông pha polyester sờ rất là co giãn luôn và cực kỳ thoáng luôn. Em có thể nhìn thấy những cái họa tiết vân này, độ mới cũng còn rất là cao. Bo với bắp tay là dạng bo suông đây, và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi có logo của Dunlop Motorsport, và phần ngực đây thì chúng ta sẽ được có một cái thiết kế khá là hay ho với dòng chữ Dunlop Collection, và phần khóa kéo có móc khóa đây là hình logo của Dunlop luôn, và trên phần cổ áo được làm những cái vân nhìn rất là đẹp luôn, và tem Dunlop Motorsport ở trên cổ áo đây, size M, và đây là size M Âu. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag nho nhỏ ở phía bên eo và một cái bề mặt phía bên trong cực kỳ mát mẻ và siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R28, kích thước vai eo dài là 45 48 68, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Head. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Mỹ, và đặc biệt là những người chơi tennis hay chơi thể thao rất là thích mặc những chiếc áo của hãng Head này, bởi vì nó rất là co giãn, thoáng mát và vận động rất là thoải mái, và phối màu ghi đậm kết hợp với lại một vài những cái họa tiết trang trí màu đỏ bên cạnh đây, và phía mặt sau cũng là phối màu ghi đậm hết, và chất liệu vải dạng polyester thể thao dạng lưới rất là co giãn thoáng mát luôn và sờ rất là trơn. Chiếc áo này cũng rất là nhẹ luôn nha anh em, độ mới rất cao, mà bo bắp tay là dạng bo suông
Và ở bên cạnh tay đây chúng ta sẽ có một vài những cái dòng chữ The Time Is Now, hay là có một cái logo của Head ở trước ngực đây được in lên. Và khóa ở trước ngực cũng là phần khóa kéo như này, và cũng có cái phần móc khóa đây có logo của hãng Head luôn. Đấy, anh em nhìn kỹ có thể thấy được. Và trên cổ áo chúng ta sẽ có tem của hãng Head và size M ở đây nữa, những cái dòng chữ chạy dọc trên cổ áo rất là đẹp. Và mình sẽ xem ở phía bên eo của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong dạng lưới siêu thấm mồ hôi và siêu co giãn luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R29, kích thước vai eo dài là 42, 51, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Golden Bear. Và đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ và rất là nhiều anh em thích cái thương hiệu này. Phối màu nâu nhạt kết hợp với lại những cái sọc ngang màu đen và màu xanh da trời, xanh ngọc đây. Đấy, tạo ra cho chiếc áo này một cái thiết kế mà nhìn nó rất là ấn tượng luôn. Đơn giản nhưng mà đẹp. Và phía mặt sau cũng là những cái đường sọc y hệt như vậy luôn, mà chất liệu dạng cotton mịn. Đây là một chiếc áo mà độ mỏng khá là mỏng luôn và cực kỳ co giãn và siêu thấm mồ hôi luôn. Độ mới cũng còn tương đối cao. Và anh em có thể nhìn thấy cái chất vải này, mặc sẽ rất là mát luôn. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực chúng ta sẽ có một cái túi để có thể đựng một số món đồ, và thêm một vài những cái cúc màu nâu nữa. Đây, một cái phối màu rất là nhã nhặn luôn. Và tem Golden Bear trên cổ áo đây. Ở đây size L Á, nhưng mà cái kích thước này thì mình theo kinh nghiệm của mình nó sẽ vừa người 1m65 đến 1m6, 1m665. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này, chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tag nhỏ nhỏ và một cái bề mặt phía bên trong này cũng rất là mịn màng và cực kỳ thoáng mát luôn. Tiếp theo, chiếc áo có mã là R30, kích thước vai eo dài là 51, 53, 69, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, là một chiếc áo đến từ thương hiệu Puma. Và đây là sự kết hợp giữa hãng Puma và hãng xe thể thao Ferrari. Và phối màu xanh tím than này cũng rất là đẹp luôn, chỉ một vài những cái logo cực kỳ chất luôn, chú báo bên này và chú ngựa bên này, logo của hai cái hãng. Phía mặt sau cũng là phối màu xanh tím than và có một cái logo của Puma kết hợp với lại Ferrari. Đây, mình sẽ cho anh em xem gần hơn chất liệu vải dạng cotton lưới, rất là co giãn, dày dặn và mềm mại của chiếc áo này. Đây, em có thể nhìn thấy độ mới cũng còn gần như là mới luôn. Đây là logo của hãng xe Ferrari đến từ Italia. Và ở phía bên này là logo của hãng Puma. Và phía mặt sau đây chúng ta cũng sẽ có một cái logo Puma Ferrari. Đấy, mặc chiếc áo này đi xe Ferrari thì quá là đỉnh cao luôn anh em. Và ở bên bắp tay đây chúng ta sẽ có một cái logo Puma nữa được thêu nổi. Bo bắp tay là dạng bo suông như này. Và trước ngực sẽ có thêm một vài những cái cúc màu đen. Trên cổ áo sẽ có một cái tem của Puma kết hợp với lại Ferrari. Để anh em có thể nhìn thấy. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc áo này. Ở phía bên eo đây chúng ta sẽ có một cái bề mặt rất là mịn màng và cực kỳ co giãn, thấm mồ hôi luôn. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.